Tại hội nghị đối thoại Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế AMM, -IRNA, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, chỉ trong vòng 4 năm từ 2017 đến 2020, công suất lắp đặt các nguồn điện gió, điện mặt trời của Việt Nam đã tăng từ quy mô không đáng kể lên gần 6.000 MW, chiếm khoảng 10% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống. Với định hướng chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững, Việt Nam đề ra mục tiêu phát triển mạnh nguồn năng lượng tái tạo, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ năng lượng tái tạo, bao gồm cả thủy điện, đạt khoảng 47 7 tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống. Được biết, mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo khu vực ASEAN giai đoạn 2016-2025 đạt tỷ lệ 23% trong tổng cung năng lượng sơ cấp và 35% trong tổng công suất nguồn điện khu vực ASEAN. Đây là mục tiêu khá cao, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ, dài hạn của các Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của từng nước thành viên, chúng ta rất cần sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế, trong đó có IRNA.